Chuyến bay 522 ma quái, phi công mất tích, hành khách ngủ đông, toàn bộ 121 người thiệt mạng. Hai chiếc máy bay chiến đấu được cử lên kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra với chuyến bay 522 của hãng Helios. Helios 522, có ai ở đó không? Những câu hỏi tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lại trên radar buồng lái dưới bầu trời Hy Lạp ngày 14 tháng 8 năm 2005. Đây là một thảm họa hàng không không giống với bất kỳ thảm họa nào khác. Chiếc Boeing 737 chở đầy hành khách bay vòng vòng trên trời ở chế độ tự lái hơn 1 giờ đồng hồ. Máy bay không có người điều khiển, cơ trưởng biến mất, cơ phó nằm gục và tất cả hành khách đang chìm vào giấc ngủ. An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Vậy chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 522 của hãng hàng không Helios? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chuyến bay 522, chuyến bay được mệnh danh là ma quái. Chuyến bay ma. Chuyến bay 522 của hãng hàng không Helios Hy Lạp có nhiệm vụ chở 115 hành khách từ đảo Ship đến sân bay Praha ở Cộng hòa Séc. Máy bay khởi hành suôn sẻ lúc 9:07 sáng, chỉ trễ vài phút so với sự kiện. Cơ trưởng và cơ phó đều là những phi công dày dặn kinh nghiệm. Đoàn tiếp viên bao gồm 4 thành viên, trong đó có cặp đôi nam tiếp viên Anris Brodermo và nữ tiếp viên Harris Chara Lampers đã đính hôn với nhau. Anris vừa hoàn thành khóa học phi công tại Anh. Anh dự định sẽ thay đổi sự nghiệp đúng với ước mơ của mình, sau đó kết hôn với bạn gái Harris. Đáng tiếc là cả hai giấc mơ đều không kịp thành hiện thực. Máy bay cất cánh được vài phút, còi cảnh báo bắt đầu reo lên. Đây là dấu hiệu để phi hành đoàn hạ độ cao, nhưng cơ trưởng lại bỏ qua vì hiểu lầm đó là một cảnh báo lỗi. Những phút sau đó, tương tác của cơ trưởng với cho bộ phận không lưu càng ngày càng thưa thớt dần. 9:20, khi máy bay gần đạt độ cao 30.000m, người ta không còn nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào từ chuyến bay 522 nữa. Chiếc Boeing bay vòng vòng quanh bờ biển Athens ở chế độ tự lái. Trạm không lưu cố gắng liên lạc với máy bay trong suốt 70 phút, nhưng không một ai trả lời. Giả thuyết được đưa ra là chuyến bay 522 đang bị kiểm soát bởi khủng bố. Đến 11 giờ, Trung tâm Điều phối Cứu hộ Athens đã quyết định đưa ra một pha can thiệp táo bạo. Hai chiếc máy bay chiến đấu của không quân Hy Lạp xuất kích và bay lên kiểm tra tình trạng của chiếc Boeing. Từ ngoài cửa sổ, các phi công của máy bay chiến đấu đã nhìn thấy một cảnh tượng rất sợ hãi. Toàn bộ hành khách của chuyến bay 522 đang ngủ gục, cơ trưởng biến mất và cơ phó đang nằm bất động trên bảng điều khiển. Nhưng có một người đàn ông tỉnh táo vẫn đi bộ trong khoang hành khách. Người này đi thẳng lên buồng lái và ngồi ghế cơ trưởng. Anh ta chính là tiếp viên hàng không Andres Bromomo, người duy nhất còn tỉnh táo trên chuyến bay. Các cuộc điều tra sau này đã cho thấy, thời điểm máy bay mất kết nối với trạm không lưu, tất cả hành khách và phi công đều bất tỉnh do buồng lái thiếu oxy. Lý do Andres Bromomo còn tỉnh táo là do anh này thường xuyên tập lặn nên dung tích phổi lớn hơn người thường. Anh cũng hiểu rõ cách sử dụng các nguồn cung cấp oxy trên máy bay. Andres Bromomo đã vào buồng lái bằng mã truy cập khẩn cấp. Anh cố gắng đánh thức các phi công nhưng không thể. Andres có bằng lái những máy bay nhỏ nhưng điều khiển chiếc Boeing 737 là quá sức với anh chàng này. Người ta cho rằng anh đã cố gắng hết sức để lái máy bay tránh các thành phố để không gây ra quá nhiều thương vong. Trong những phút cuối cùng, máy bay sắp cạn kiệt nhiên liệu, động cơ bên trái đã ngừng hoạt động. Nam tiếp viên báo tín hiệu cấp cứu liên tục vào radar, nhưng đáng tiếc là anh đã chọn nhầm tần số. Andres nhìn ra cửa buồng phòng lái, nếu có hai chiếc máy bay chiến đấu, anh làm động tác chỉ tay xuống dưới. Động cơ bên phải của máy bay đã bùng cháy, máy bay đã hết nhiên liệu. Chiếc Boeing 737 lao thẳng xuống ngọn đồi gần Athens. 115 hành khách và 6 phi hành đoàn đều tử vong. Người ta cho rằng các hành khách đều còn sống, họ chỉ bất tỉnh trong thời điểm máy bay rơi. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do trong quá trình bảo dưỡng chiếc máy bay, kỹ sư mặt đất đã điều chỉnh nhúm xoay sang chế độ điều áp thủ công và quên không chọn lại chế độ điều áp tự động như thông thường. Mặc dù đã có kết luận về nguyên nhân tai nạn, nhiều người vẫn cho rằng có nhiều điều bí ẩn và giả thuyết về việc máy bay bị ma ám. Khi lên máy bay, phi công đã không nhận ra điều này, ông sơ suất bỏ qua cả còi báo lỗi khiến máy bay không hề được điều áp suất trong chuyến bay. Điều áp là hệ thống quan trọng. Máy bay không được điều áp thì không khí bên trong sẽ rất loãng, không đủ oxy để tất cả mọi người rơi vào hôn mê. Hành khách dường như còn được thông báo để sử dụng mặt nạ oxy kịp thời. Thảm họa từ chuyến bay 522 được xác định do lỗi từ hàng loạt khâu từ bảo dưỡng, phi công đến kiểm soát không lưu khi quản lý không lưu đã vắng mặt. Chỉ có nhân viên trong ca trực ngày hôm đó. Sau vụ tai nạn này, Helios Airlines đã phá sản sau chỉ một năm và không còn tồn tại như một hãng hàng không. Đây là một bài học lớn đối với các hãng hàng không trong việc đảm bảo tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm an toàn bay để không dẫn tới thảm họa như câu chuyện của Helios Airlines. Máy bay bung nóc giữa trời, một tiếp viên bay ra ngoài, tất cả hành khách vẫn sống sót.
chiếc máy bay của hãng Aloha Airlines đã biến thành máy bay mui trần ở độ cao 7.000m. Ngày 28 tháng 4 năm 1988, chuyến bay 243 của hãng Aloha Airlines bắt đầu khởi hành từ đảo Hilo đến thành phố Honolulu. Đây là chuyến bay thường xuyên kết nối hai địa danh tại Hawaii, có 89 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. Máy bay cất cánh suôn sẻ, không có điều gì đáng bận tâm. Khi máy bay đạt độ cao 7.000m, các hành khách đang yên vị trên ghế cài dây an toàn, còn ban tiếp viên hàng không chia nhau phục vụ đồ ăn nhẹ. Lúc này là gần 2 giờ chiều, máy bay mới cất cánh được 13 phút. Bỗng một tiếng rầm phát ra. Một vật nhỏ từ trên trần máy bay rơi xuống hàng ghế hành khách. Chiếc máy bay bị thủng đột ngột giảm áp suất, sức nén khiến phần máy bay bị xé toạc. Cả khoang hạng nhất đã lộ ra trước không trung. Tiếp viên trưởng Clarabella Lansing, 58 tuổi, bị thổi bay ra ngoài trong tích tắc. Một hành khách thuật lại rằng, tiếp viên Clarabelle chỉ vừa chạm tay đưa cho họ ly đồ uống thì đã lập tức bị cuốn đi, không có bất kỳ cảnh báo hay dấu hiệu nào. Tiếp viên Clarabelle được cho là đã tử vong ngay sau đó, thi thể của cô đến nay vẫn chưa được tìm ra. Hai tiếp viên còn lại trên chuyến bay đều bị thương do những mảnh vỡ va đập vào đầu, vào người. Họ cố bò lên trên sàn và trấn an các hành khách hãy giữ bình tĩnh. Trước sức gió khủng khiếp, tất cả hành khách trên chuyến bay đều giữ được tính mạng do đang thắt dây an toàn. Hai nữ tiếp viên hét lên các mệnh lệnh an toàn trong khi bị cắt nối hoàn toàn với buồng lái của phi công. Cơ trưởng Robert Spontaneous với 12 năm kinh nghiệm dường như không hề nao núng trước tai nạn kinh hoàng đang xảy ra ngay phía sau lưng. Ông cùng nữ cơ phó Mimi Tompkins lập tức liên hệ với trạm điều khiển không lưu để báo cáo tình trạng khẩn cấp và xin hạ cánh khẩn cấp. Cơ trưởng nỗ lực hết sức để giữ cho chiếc Boeing tiếp tục bay trong 10 phút cho đến khi được hạ cánh an toàn xuống đường băng sân bay Kahului trên đảo Maui. Không có thêm một ai tử vong trong vụ việc này nữa, chiếc máy bay trở thành đồ phế thải. Sau vụ tai nạn kinh hoàng, Cục An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ đã vào cuộc điều tra. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc được xác định là do độ mòn kim loại bị ảnh hưởng bởi các vết nứt rò rỉ. Máy bay hoạt động trong một môi trường duyên hải thường hay bị ảnh hưởng của muối và độ ẩm. Các tấm nhôm được gắn kết bằng chất keo nóng chảy, nhưng nước có thể lọt vào những chỗ hở mà keo không giữ được tấm nhôm. Tuổi thọ của chiếc máy bay cũng được coi là vấn đề then chốt dẫn tới tai nạn khi chiếc Boeing đã được sử dụng 19 năm với 89.090 lần cất hạ cánh. Thời điểm năm 1988, máy bay không được thường xuyên bảo trì như hiện nay. Chuyến bay ngắn nhất thế giới chỉ 53 giây. Vào ngày đẹp trời mưa thuận gió hòa, hành lý nhẹ nhàng, chuyến bay ngắn nhất này chỉ mất 53 giây, còn trung bình, thời gian bay là 2 phút. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, chuyến bay với khoảng cách giữa hai điểm đến là 2,7 km, nối giữa đảo Wester và Papa Wester của Scotland, là hành trình ngắn nhất thế giới với thời gian khoảng 2 phút. Nếu thời tiết thuận lợi và trọng tải nhẹ, chuyến bay có thể chỉ mất chừng 53 giây để vận chuyển hành khách. Ngược lại, vào những ngày ngược gió, hành trình có thể mất 2 phút 40 giây. Lựa chọn thay thế cho chuyến bay giữa hai điểm đến cách nhau 2,7 km này là đi thuyền mất khoảng 20 phút. Mặc dù chuyến đi ngắn hơn cả đường băng của hầu hết các sân bay trên thế giới, nhưng vẫn được triển khai vì dân số trên đảo Papua New Guinea quá ít dẫn tới kế hoạch xây cầu nối hai đảo là không khả thi về hiệu quả kinh tế. Mỗi ngày trung bình có 2-3 chuyến bay như vậy với giá vé dao động khoảng $20 một người và không có bất cứ dịch vụ nào được phục vụ trong hành trình bay như đồ ăn, nước uống. Chuyến bay giữa hai hòn đảo này được hãng hàng không Logana thiết lập để phục vụ chủ yếu cho dân cư sinh sống tại đây. Khoảng 30% hành khách của chuyến bay ngắn ngủi này là học sinh và giáo viên, số còn lại là nhân viên y tế và bệnh nhân. Mỗi ngày, học sinh sinh sống ở đảo Papua New Guinea được đi học bằng máy bay vì dân số trên hòn đảo này chỉ có khoảng 80 người, lại không có trường trung học cơ sở nên phải di chuyển đến một ngôi trường nằm trên đảo Wester gần đó. Trên chiếc máy bay nhỏ, 8 hành khách không được chọn ghế ngồi. Vị trí của họ được quyết định chủ yếu để dàn trải cân nặng hợp lý trên toàn máy bay. Vị trí 4 ghế đầu sẽ cho phép hành khách quan sát rõ thao tác của phi công ngồi ngay trước mặt. Ngoài ra, du khách không chỉ nhìn thấy màn hình hiển thị trên máy bay, mà còn có thể nhìn trực tiếp ra cửa sổ để thấy trước điểm hạ cánh. Sẽ có 2 kiểm soát viên không lưu ở hai hòn đảo và 4 nhân viên cứu hộ đảm bảo an toàn cho các chuyến bay. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.